Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất cũng như hình ảnh của tiếng trào mà Metro Bến Thành Suối Tiên đồ á sẽ được cập bến vào ngày 5 tháng 10 tới đây nè, các bạn sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tàu Metro đầu tiên cập bến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 10 tới. Đoàn tàu Metro đầu tiên cập bến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 10 và lễ đón tàu sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 theo dự kiến. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón tàu Metro đầu tiên nhập về vào ngày 5 tháng 10. Đoàn tàu sẽ được đưa về Depot Long Bình, quận 9 và sẽ đón diễn ra sau đó vào ngày 10 tháng 10. Các bạn mà bữa đó ai muốn tận mắt nhìn thấy chiếc tàu này thì cứ ra cái cảng Depot ở Long Bình ở quận 9 rồi các bạn cùng xem để coi biết con tàu đầu tiên thế nào nha. Theo báo chí thì tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên gồm có 17 đoàn tàu được sản xuất tại Nhật Bản. Trong giai đoạn đầu sẽ nhận và vận hành tàu có 3 toa. Tàu này 3 toa dài 61,5m, có sức chở 930 khách, tức 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Ồ, ít vậy các bạn. Đúng là phải ngồi nhiều rồi đứng hàng giữa chứ đứng gì mà đứng nhiều dữ à. Tốc độ tối đa của tàu là 110 km/h khi đi trên cao và 80 km/h khi chạy ngầm. Đó, các bạn thấy không? Đoàn tàu Metro đã được chạy thử tại Nhật Bản khi về Việt Nam. Tàu được tiếp tục chạy thử theo 3 giai đoạn. Lúc đầu tàu chạy thử trên đoạn Bình Thái, Depot quận 9, kế đến là từ ga Bình Thái đến ga Văn Thánh quận 2. Cuối cùng là đầu năm vào 2021 tàu sẽ chạy thử giai đoạn cuối là từ ga Văn Thánh đến ga Bến Thành ở quận 1. Theo kế hoạch thì tàu Metro về nước hồi tháng 6 năm 2020 nhưng do dịch Covid nên kế hoạch này đã bị gián đoạn. Theo dự án Metro số 1 tức là Bến Thành Suối Tiên có 14 ga dài 19,7 km, trong đó 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Sau khi vận hành, tuyến Metro số 1 có lộ trình đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và Dĩ An ở Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến Metro sẽ được triển khai. Trong đó, tuyến Metro số 1 và Metro số 2 đã được triển khai xây dựng. Tuyến Metro số 1 sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2021. Thôi, đây cũng là tin vui cho các bạn. Ai mà muốn đi thì đến cuối năm 2021 mới được đi nha. Chứ giờ mới nhìn thấy con tàu mà thôi rồi các bạn. Rồi ráng đi, ráng tới đó cũng ráng bỏ tiền mua vé đi cho biết tàu cao tốc ở trên cao như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến. Và đừng quên ấn giùm tôi cái nút đăng ký để có thông tin nào mới nhất tôi sẽ up lên ngay. Các bạn sẽ là người coi đầu tiên. Cảm ơn các bạn.